Baron Trump cao gần 2m ở tuổi 14. Bà Melania Trump và người dùng Twitter đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Baron, ở tuổi 14, con trai tổng thống Mỹ có chiều cao gần 2m. Mới đây, trên Twitter, bà Melania Trump đăng hình ảnh số 14 và chúc mừng sinh nhật con trai Baron Trump, chàng quý tử của vợ chồng tổng thống Mỹ sinh ngày 20 tháng 3 năm 2006. Nhân dịp cậu bé sang tuổi mới, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng và hy vọng Baron sẽ còn cao vượt trội hơn nữa sinh ra trong gia đình quyền lực, với mẹ là cựu siêu mẫu, bố là chùm truyền hình, và trở thành người đứng đầu nước Mỹ, Baron có cuộc sống xa hoa đáng mơ ước khi mới lọt lòng. Baron đã được ăn mặc hàng hiệu đắt tiền, xuất hiện cùng gia đình ở các đêm tiệc xa xỉ, quý tử Donald Trump sở hữu gương mặt điển trai, thu hút từ tấm bé. Năm 2016, lúc tròn 10 tuổi, cậu bé trở thành nhân vật, được giới truyền thông săn đón và chiếm được tình cảm của dân mạng nhờ nhiều khoảnh khắc đáng yêu sau khi bố đắc cử tổng thống. Mỗi lần xuất hiện bên cha mẹ, Baron nhận nhiều lời khen về chiều cao ấn tượng cùng khuôn mặt điển trai. Phong cách Baron lựa chọn là sự lịch lãm, chín chắn. Đa phần cậu bé chỉ mặc vest, thỉnh thoảng mới, được nhìn thấy diện quần jean, áo phông. Bà Melania, từng đặt cho Baron biệt danh là Little Trump, vì nhận ra những điểm tương đồng trong tính cách, phong cách ăn mặc già dặn giữa con trai, và chồng mình ở tuổi 14, Baron đã vượt qua chiều cao 1,9 mét của bố. Thông qua những bức ảnh gần đây, đa số độc giả đoán Baron hiện tại cao khoảng 2 mét và con số này sẽ còn tăng hơn nữa trong tương lai. Một người dùng mạng xã hội viết, tới tuổi dậy thì Baron chắc sẽ như người khổng lồ mất. Cậu bé này đã rất cao so với bạn bè đồng trang lứa rồi. Những khoảnh khắc trên sân tập bóng đá cho thấy vóc dáng Baron Trump luôn nổi trội hơn tất cả bạn, bè đồng trang lứa khán giả cho, rằng Baron chăm giống như người khổng lồ so với những đứa trẻ cùng tuổi. Không chỉ cao lớn, gương mặt Baron cũng toát lên vẻ trưởng thành, chững chạc hơn, cậu bé, được dân mạng khen ngày càng điển trai. Theo chia sẻ từ bà Melania, con trai Baron không thích tới chỗ đông người, nhưng mỗi lần cậu bé xuất hiện bên cạnh bố mẹ đều, được công chúng đặc biệt quan tâm. Cuối năm ngoái, đệ nhất phu nhân Mỹ, đã công khai khiển trách một học giả, người sử dụng tên cậu con trai 14 tuổi của bà để nêu quan điểm trong phiên điều trần luận tội Tổng thống. Một đứa trẻ vị thành niên xứng đáng có quyền riêng tư. Và, nên, được tránh xa chính trị, bà Melania Trump đăng tweet. Gần đây, Donald Trump tiết lộ con trai, đã hỏi ông về sự nguy hiểm do COVID-19 gây ra, tôi, đã nói với thằng bé, rằng dịch thật tệ, nhưng hy vọng tình hình không chuyển biến xấu hơn, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại